Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1. Viết trang 19. Đề bài. Đề 1. Viết đoạn văn nêu lý do yêu thích một câu chuyện về tình cảm gia đình mà em đã đọc hoặc đã nghe. Bài làm. Từ bé, em đã được bà nội kể cho em nghe câu chuyện Sự Tích Cây Vú Sữa. Câu chuyện nổi tiếng viết về tình cảm gia đình, về tình mẹ con sâu nặng. Cậu con trai ham chơi ngỗ ngược bỏ nhà đi, khiến mẹ buồn bã ngóng trông từng ngày rồi mất đi. Khi cậu hối hận trở về thì mẹ đã biến thành cây vú sữa. Người mẹ thương con dù biến thành cây nhưng vẫn cho ra những trái vú sữa ngọt ngào như dòng sữa mẹ cho con, thể hiện tình mẹ luôn thiêng liêng và cao cả. Câu chuyện đã khiến em rưng rưng xúc động. Qua câu chuyện Sự Tích Cây Vú Sữa cho chúng ta thấy bài học về lòng hiếu thảo trong gia đình. Là con cái, khi bố mẹ còn sống, hãy hiếu thảo, đối xử tốt và yêu thương bố mẹ. Đừng để đến khi bố mẹ ra đi mãi mãi, rồi lúc này có hối hận thì quá muộn. Đoạn văn nêu lý do yêu thích một câu chuyện về tình cảm gia đình mà em đã đọc hoặc đã nghe. Đến đây là hết rồi. Cô chào các con.